huyện Chư Sê là một trong những huyện nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, miền Trung Việt Nam. Với vị trí địa lý đặc biệt và vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, huyện Chư Sê là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá vùng đất Tây Nguyên. Chư Sê có diện tích tổng cộng khoảng 860 km² và được chia thành 15 xã và thị trấn. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, huyện này nổi tiếng với các đồi núi, suối rừng và cánh đồng bạt ngàn. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động như leo núi, trekking qua rừng. Văn hóa và dân tộc địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của huyện Chư Sê. Các dân tộc thiểu số như Ba Na, Gia Dài có một sự hiện diện mạnh mẽ ở địa phương này. Du khách có thể khám phá văn hóa truyền thống, tìm hiểu về phong tục, nghi lễ và những nét đặc trưng của các dân tộc này. Ngoài ra, Chư Sê cũng nổi tiếng với các di tích lịch sử và văn hóa. Một trong số đó là Tháp Po Thi, một công trình kiến trúc tôn giáo của người Chăm cổ, là biểu tượng nổi bật của khu vực. Du khách có thể khám phá những câu chuyện huyền thoại và lịch sử về tháp này. Huyện Chư Sê cũng có một nền kinh tế phát triển dựa trên nông nghiệp và du lịch. Các loại cây trồng như cà phê, cao su và hồ tiêu là những nguồn thu chính của địa phương. Du lịch cũng đóng góp quan trọng vào nền kinh tế địa phương với việc thu hút khách du lịch ghé thăm các điểm đến hấp dẫn. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa đa dạng và nền kinh tế phát triển, huyện Chư Sê là một điểm đến thú vị.